rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đã đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh toàn cảnh 24 giờ ngay sau đây là phần tin chi tiết mới đây ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto tuyên bố nước này đã chặn một kế hoạch của Liên minh Châu Âu EU nhằm hỗ trợ Ukraine ứng phó với hoạt động quân sự của Nga Báo Daily News Hungary đưa tin dẫn lời Ngoại trưởng Sergizato cho biết sứ mệnh của EU huấn luyện lực lượng vũ trang Ukraine trên lãnh thổ các quốc gia trong khối bắt đầu vào tháng 11 năm 2022 sẽ sớm hết hạn. Do đó, EU đang thảo luận về đề xuất không chỉ gia hạn 2 năm đối với sứ mệnh trên mà còn đưa huấn luyện viên và cố vấn quân sự của khối đến Ukraine. Trên tài khoản mạng xã hội, Ngoại trưởng Hungary viết, Chúng tôi đã nói về cơ quan đối ngoại của EU tại Bruxelles, Bỉ, rằng chúng tôi không thể ủng hộ đề xuất này. Chúng tôi coi đây là một bước đi cực kỳ nguy hiểm. Chúng tôi thấy rằng đề xuất này sẽ làm tăng đáng kể nguy cơ mở rộng xung đột. Ngoại trưởng Sergei Zato cũng nhắc lại quan điểm rằng Budapest không tài trợ cho việc đào tạo binh lính Ukraine và việc huấn luyện cũng không diễn ra trên lãnh thổ Hungary. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cho rằng tất cả các nước châu Âu sẽ sớm ủng hộ một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine. Trong một video được Văn phòng Thủ tướng Hungary công bố trên mạng xã hội X nêu rõ, hiện ở châu Âu chỉ Hungary coi kiến tạo hòa bình là sứ mệnh của mình, nhưng chẳng bao lâu nữa, như vấn đề người di cư, những nước khác sẽ hiểu ra sai lầm của chiến tranh và đứng về phía hòa bình. Theo nhà lãnh đạo, phương Tây liều lĩnh dựa trên những tính toán sai lầm và chiến lược sai lầm đã lao vào cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga. Tình hình ngày càng phức tạp, giao tranh chưa chấm dứt. Tuy nhiên, giải pháp cho cuộc xung đột sẽ không có trên chiến trường. Chúng ta cần ngừng bắn để đàm phán và hòa bình. Từ ngày mùng 1 tháng 7, cương vị chủ tịch luân phiên hội đồng EU đã được chuyển giao cho Hungary trong 6 tháng. Ngày mùng 5 tháng 7, ông Orbán đã thăm Moscow để gặp tổng thống Nga Vladimir Putin và thảo luận về những cách thức khả thi giải quyết xung đột ở Ukraine. Sau đó, ông đến Bắc Kinh gặp Chủ tịch Tập Cận Bình. Trước chuyến thăm Nga, ông Obama đã tới Kiev thảo luận về việc giải quyết cuộc xung đột với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Cuộc thảo luận tại Nga và Trung Quốc về các sáng kiến hòa bình tiềm năng mà không tính đến ý kiến của EU đã gây ra sự phẫn nộ trong giới lãnh đạo của khối này. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Estonia, ông Hanno Pepker mới đây cho biết chính phủ nước này đang xem xét khả năng cử binh sĩ tới miền Tây Ukraine để thực hiện các nhiệm vụ phi chiến đấu. Cùng với tiết lộ nêu trên, Bộ trưởng Quốc phòng Estonia cũng nhấn mạnh rằng quyết định gửi binh sĩ đến Ukraine phải được thống nhất giữa các quốc gia thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, đồng thời cần tính đến tất cả các chi tiết trong các biện pháp bảo vệ đội ngũ cũng như hậu cần. Ông Pepker, người đang ở Vaksava, tham dự diễn đàn an ninh Vaksava, không phải là quan chức Estonia đầu tiên đề cập tới khả năng cử binh sĩ đến Ukraine. Vào giữa tháng 5 vừa qua, khi trả lời phỏng vấn truyền thông, cố vấn của Tổng thống Estonia về an ninh quốc gia, ông Madis Ron cho hay chính phủ nước này đang phân tích khả năng triển khai lực lượng quân sự đến Ukraine và muốn thực hiện điều đó theo sứ mệnh của NATO để thể hiện sức mạnh tổng hợp và quyết tâm lớn hơn. Theo ông Ro, các cuộc thảo luận đang diễn ra và Estonia sẵn sàng gửi binh sĩ tới Tây Ukraine trong một liên minh nhỏ hơn nếu không được sự đồng thuận chung của NATO. Trong phiên họp toàn thể chung của Quốc hội Rumani ngày 1 tháng 10, quyết định thành lập một trung tâm huấn luyện cho lính thủy đánh bộ Ukraine được 233 thành viên Quốc hội ủng hộ, 18 đại biểu bỏ phiếu chống và 25 đại biểu bỏ phiếu trắng. Theo quyết định, trung tâm sẽ hoạt động trong 2 năm và Rumani có quyền chấm dứt cam kết bất kỳ lúc nào trong quá trình đào tạo hoặc sau khi thời hạn thỏa thuận kết thúc. Những đóng góp từ cộng đồng quốc tế sẽ giúp duy trì hoạt động của trung tâm, trong khi Anh sẽ cung cấp toàn bộ kinh phí và hỗ trợ lập kế hoạch cho quá trình phát triển ban đầu của trung tâm này. Trước đó, trong một lá thư gửi quốc hội vào ngày 19 tháng 9, Tổng thống Rumani Iohannis đã nhấn mạnh đến nhu cầu tăng cường và đa dạng hóa hoạt động huấn luyện cho lực lượng vũ trang Ukraine trước những diễn biến căng thẳng thời gian gần đây liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine. Ông Iohannis cho rằng Rumani có khả năng tổ chức một cơ sở huấn luyện hàng hải trên lãnh thổ nước này, cũng như hỗ trợ quá trình huấn luyện cho lực lượng lính thủy đánh bộ Ukraine trong phạm vi năng lực hiện có. Đề xuất của Tổng thống Rumani được đưa ra trong khuôn khổ nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine UDCG nhằm hỗ trợ quốc phòng cho Ukraine cũng như tăng cường năng lực hàng hải cho nước này. Rumani là một trong những quốc gia tích cực ủng hộ Ukraine kể từ sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Cuối tháng 9 vừa qua, nhóm phi công đầu tiên của Ukraine đã bắt đầu huấn luyện trên máy bay chiến đấu F-16 tại căn cứ không quân 86 của Rumani. Giới chuyên gia cho rằng, việc thành lập trung tâm huấn luyện cho lính thủy đánh bộ Ukraine tiếp tục cho thấy nỗ lực và quyết tâm của Rumani cũng như các đồng minh NATO khác trong việc hỗ trợ và giúp đỡ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga ở diễn biến liên quan vào tháng 8, đại diện cấp cao liên minh châu Âu EU phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell cho hay EU muốn huấn luyện khoảng 75.000 binh sĩ Ukraine trong năm nay. Con số này cao hơn mục tiêu trước đó của EU là huấn luyện cho 60.000 binh sĩ quốc gia Đông Âu này trong năm 2024. Theo truyền thông quốc tế, quan chức EU này cũng cho biết quá trình đào tạo sẽ được thực hiện bên ngoài lãnh thổ Ukraine, đồng thời một trung tâm điều phối quy mô nhỏ có thể được thành lập tại Kiev. Phát biểu với báo giới sau hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng EU ở Bruxelles, ông Borrell nhấn mạnh việc huấn luyện phải được rút ngắn và điều chỉnh theo nhu cầu của Ukraine. EU đã nâng mức cam kết của mình trong việc hỗ trợ đào tạo binh sĩ Ukraine trong bối cảnh giao tranh ác liệt vẫn đang tiếp diễn tại quốc gia Đông Âu này. Tuy nhiên, việc đào tạo tại chỗ cho binh sĩ Ukraine hiện vẫn là một vấn đề gây tranh cãi. Hãng AFP của Pháp dẫn nguồn tin quan chức ngoại giao EU cho biết một số nước bao gồm Estonia, Pháp và Thụy Điển ủng hộ việc đào tạo tại chỗ cho binh sĩ Ukraine, nhưng những quốc gia khác như Hungary lại không muốn có bất kỳ sự hiện diện quân sự nào của châu Âu tại Ukraine, thậm chí là cả chuyên gia huấn luyện. Mới đây, Tổng thống Croatia Joran Milanovic đã tái khẳng định lập trường phản đối cử lực lượng vũ trang Croatia tham gia sứ mệnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO, hỗ trợ Ukraine. Phát biểu tại thủ đô Zagreb, Tổng thống Milanovic nhấn mạnh rằng ông từ chối cử lực lượng vũ trang Croatia tham gia sứ mệnh hỗ trợ Ukraine vì điều đó không phù hợp với lợi ích quốc gia và có thể gây nguy hiểm cho người dân Croatia. Tổng thống Milanovic khẳng định thêm rằng với các chính sách quốc gia có trách nhiệm, Croatia có thể ngăn chặn xung đột lan sang biên giới của nước này và duy trì hòa bình cũng như đảm bảo an ninh trong một cuộc bỏ phiếu hồi cuối năm 2022. 97 nghị sĩ Croatia ủng hộ đề xuất huấn luyện binh sĩ Ukraine trên lãnh thổ Croatia. Ít hơn 2 phần 3 yêu cầu cần thiết trong quốc hội có 151 ghế để được thông qua. Giáng một đòn nặng nề vào chính quyền của Thủ tướng thời điểm đó là ông Andrei Plenkovic. Các nghị sĩ đối lập phản đối động thái này cho rằng nó sẽ khiến Croatia trở thành mục tiêu của Nga. Thời điểm đó, Liên minh châu Âu, EU triển khai sứ mệnh huấn luyện quân sự lớn ở một số quốc gia thành viên nhằm đào tạo kỹ năng chiến đấu cho 15.000 binh sĩ Ukraine đầu tiên. Việc tham gia sứ mệnh đã gây chia rẽ các chính trị gia ở Croatia, quốc gia thành viên EU và NATO. Là người lớn tiếng chỉ trích các chính sách của phương Tây ở Ukraine, ông Milanovic khi ấy cho biết ông không muốn đất nước của mình, quốc gia thành viên mới nhất của EU, phải đối mặt với những hậu quả tai hại, tiềm ẩn trong xung đột tại Ukraine mới đây lực lượng vũ trang latvia đã tăng cường năng lực phòng không bằng cách triển khai các đơn vị phòng không và radar phát hiện phương tiện bay không người lái uav tiên tiến gần biên giới với nga và belarus phản ứng này diễn ra sau khi uav được cho là của nga mang chất nổ bị rơi ở latvia vừa qua mặc dù sự cố này không gây ra thương vong hay thiệt hại nhưng đã thúc đẩy latvia đánh giá lại chiến lược phòng không của nước này trong đó có tập trung tăng cường khả năng sẵn sàng đánh chặn và vô hiệu hóa các mối đe dọa tiềm tàng. Theo đó, Bộ trưởng Quốc phòng Latvia, ông Andris Prūses cho biết, các đơn vị tác chiến cơ động của không quân nước này được trang bị tên lửa phòng không đã được triển khai tại khu vực Latgale giáp với cả Belarus và Nga. Các đơn vị cơ động này có nhiệm vụ tuần tra khu vực trên suốt ngày đêm để đảm bảo việc giám sát liên tục không phận Latvia. Các radar được thiết kế riêng để phát hiện UAV cũng đã được triển khai dọc biên giới cho phép quân đội Latvia xác định các vật thể mà trước đây không thể phát hiện được. Thiếu tá Imans Kleibus, chỉ huy một trong các đơn vị phòng không nói trên, nhấn mạnh tầm quan trọng của công nghệ này khi cho biết nó đã giúp phát hiện các mục tiêu trên không. Cả quân nhân chuyên nghiệp và tình nguyện viên quốc phòng ở Latvia hiện đang tích cực tham gia bảo vệ biên giới nước này. Về vụ rơi máy bay không người lái tại miền đông Latvia hồi đầu tháng 9, theo hãng thông tấn TASS, Bộ Ngoại giao Latvia đã lập tức triệu đại biện lâm thời của Nga tại nước này, Dmitry Kasatkin, sau sự cố. Trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Latvia Baiba Brazil cho biết, đại biện lâm thời Nga đã được triệu đến Bộ Ngoại giao Latvia khi các lực lượng vũ trang Latvia điều tra vụ việc UAV Nga bị rơi. Các đồng minh của chúng tôi, các nhà lãnh đạo NATO và EU đã được thông báo về vụ việc này. Theo trang web tin tức Delphi, Tư lệnh lực lượng vũ trang quốc gia Latvia Trung tướng Leonis Kanius phát biểu trong cuộc họp báo nêu rõ UAV nêu trên rơi xuống Latvia là loại hét do Iran thiết kế. Ông Kanius cho hay chất nổ của UAV này có khả năng là nhằm vào Ukraine và đã bị vô hiệu hóa sau khi lực lượng chức năng phát hiện vật thể này ở Latvia. Văn phòng báo chí của NATO ra thông báo cho biết NATO đã bắt đầu các chuyến bay trinh sát tăng cường với sự tham gia của máy bay cảnh báo và kiểm soát trên không AWACS trên bầu trời Rumani. Hoạt động này do Bộ Tư lệnh Lực lượng Liên hợp Naples đề xuất và được Tư lệnh Đồng minh tối cao châu Âu thông qua nhằm tăng cường sự hiện diện trong khu vực và theo dõi hoạt động gần biên giới với Nga. Ngoài ra, hoạt động này cũng giúp nâng cao khả năng ứng phó của Romania đối với các mối đe dọa trên không gần khu vực biên giới nước này. Thông báo của NATO nhấn mạnh hoạt động này mang tính phòng thủ, cân xứng và hoàn toàn minh bạch. Các chuyến bay sẽ chỉ diễn ra trên lãnh thổ các quốc gia thành viên NATO. Máy bay cảnh báo và kiểm soát trên không AWACS được thiết kế cho các hoạt động giám sát, chỉ huy và kiểm soát trên không. Máy bay được trang bị một máy vòm radar xoay đặc biệt, cung cấp phạm vi phủ sóng 360 độ, có thể phát hiện và theo dõi các mục tiêu trên không ở khoảng cách xa. Hệ thống radar của nó có thể theo dõi đồng thời tới 600 mục tiêu, trong khi cũng cung cấp dữ liệu thời gian thực cho các lực lượng đồng minh trên mặt đất, trên biển và trên không. Ngoài khả năng giám sát, Máy bay còn hoạt động như một sở chỉ huy bay cho phép NATO và các lực lượng đồng minh phối hợp các hoạt động trên không theo thời gian thực. Máy bay được trang bị hệ thống liên lạc tinh vi kết nối với lực lượng mặt đất, tàu hải quân và các máy bay khác cho phép đưa ra quyết định và phản ứng nhanh chóng. Vào tháng 8, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cũng đã từng triển khai một trong những radar tầm xa nhất LTR-25 tới Rumani. Radar này có khả năng phát hiện mục tiêu ở phạm vi lên tới 450 km, đã hoạt động tích cực cung cấp cho NATO khả năng theo dõi các mục tiêu cả trên biển và trên không. Thiếu tướng Danny Truss, chỉ huy của Trung tâm Chỉ huy và Kiểm soát Không quân triển khai DACCC, thời điểm đó cho biết việc triển khai này phải được coi là mang tính phòng thủ và cần thiết để tăng cường hơn nữa khả năng bảo vệ quốc gia, chủ nhà Rumani cũng là đồng minh của chúng tôi. Ông nói, ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là đóng góp vào nỗ lực của NATO nhằm xây dựng một thế trận quân sự mạnh mẽ và có năng lực để ngăn chặn các cuộc tấn công vào tổ chức và sẵn sàng phòng thủ khi sự ngăn chặn không thành công. Cổng thông tin quân sự AviaPro cho rằng động thái của NATO thời điểm đó rõ ràng nhằm tăng cường sự hiện diện quân sự của Liên minh Xuyên Đại Tây Dương này ở gần biên giới Nga. Phát biểu tại diễn đàn an ninh Vaksava vừa được tổ chức, Thứ trưởng Bộ Khí hậu và Môi trường Ba Lan, ông Christoph Bolesta cho biết nước này có kế hoạch ưu tiên ngừng hoàn toàn việc nhập khẩu năng lượng từ Nga vào châu Âu trong nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên EU của nước này vào nửa đầu năm 2025. Theo đó, EU đã hoàn thành 80% mục tiêu từ bỏ các nhà cung cấp năng lượng hóa thạch của Nga, tuy nhiên, khó có thể đạt được mục tiêu này trọn vẹn. Một số nước EU vẫn gặp khó khăn trong thực hiện mục tiêu này vì vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn cung từ Nga. Do đó, các đối tác châu Âu phải hành động đoàn kết và hỗ trợ các nước này loại bỏ sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga. Ông Bolesta cho biết thêm trong thời gian Ba Lan giữ chức chủ tịch luân phiên EU, Ba Lan sẽ nỗ lực để đạt được mục tiêu nêu trong các văn kiện chương trình của EU, đó là chấm dứt hoàn toàn việc cung cấp năng lượng từ Nga cho châu Âu. Theo dữ liệu của EU, châu Âu bắt đầu giảm sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga kể từ năm 2022. Năm 2021, tỷ trọng khí đốt của Nga trong lượng khí đốt nhập khẩu của châu Âu là 45%. Tuy nhiên, đến năm 2022 con số này đã giảm xuống còn 24% và năm 2023 giảm xuống còn 15%. Thay vì nhập khẩu khí đốt từ Nga, châu Âu đã tăng nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng từ Mỹ và khí đốt qua đường ống từ Na Uy. Dù vậy, việc châu Âu chuyển đổi khỏi các đường ống khí đốt của Nga sang khí tự nhiên hóa lỏng LNG đã làm tăng chi phí năng lượng toàn cầu, bất chấp những tuyên bố của lục địa này về việc vượt qua sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga mà không có tác động tiêu cực mùa đông năm nay, thế giới có thể chứng kiến giá khí đốt tăng cao do nhu cầu tăng và thời tiết không còn thuận lợi, trong khi tăng trưởng hoạt động công nghiệp bị cản trở bởi giá LNG đắt đỏ. Các quy định mới về phát thải khí mê của Liên minh châu Âu EU sẽ làm giá LNG tăng cao hơn, khiến việc phục hồi công nghiệp và năng lượng với giá cả phải chăng ở châu Âu trở nên khó khăn hơn trong tương lai gần. Trong một diễn biến liên quan, Hy Lạp vừa qua đã khởi động nhà ga nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng LNG nhằm cung cấp thêm nguồn khí đốt cho các nước khu vực Trung và Đông Nam Âu trước khi nguồn cung cấp khí đốt từ Nga tới khu vực này thông qua Ukraine dự kiến sẽ dừng lại kể từ tháng 1 năm 2025. Nhà ga Alexandropolis có thể sẽ cung cấp cho khu vực Trung và Đông Nam Âu 5,5 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm. Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subramaniam Jaisankar vừa đưa ra tuyên bố rằng nước này không có trung tâm nhìn về một NATO châu Á do tân thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba đề xuất. Ngoại trưởng Jai phát biểu tại một sự kiện của Quỹ Các Nơ Ghi Vì Hòa Bình Quốc tế ở Mỹ, nhấn mạnh rằng Ấn Độ chưa bao giờ là đồng minh hiệp ước của một quốc gia khác. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Ấn Độ nêu rõ, chúng tôi không nghĩ đến kiểu kiến trúc chiến lược đó. Vừa qua, Quốc hội Nhật Bản đã họp phiên bất thường và bầu Chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự Do LDP Shigeru Ishiba làm Thủ tướng thứ 102 của nước này. Cùng thời điểm, ông Ishiba cho biết sẽ tìm kiếm mối quan hệ sâu sắc hơn với những quốc gia thân thiện để chống lại các mối đe dọa an ninh nghiêm trọng nhất mà đất nước ông phải đối mặt kể từ chiến tranh thế giới thứ hai. Ông Ishiba đã gợi ý thành lập NATO châu Á để quân đội Nhật Bản đồn trú trên lãnh thổ Mỹ và thậm chí là chia sẻ quyền kiểm soát vũ khí hạt nhân của Washington như một biện pháp gian đe. Tuy nhiên, Mỹ đã bác bỏ ý tưởng này. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan năm 2023 từng khẳng định rằng Washington không muốn thành lập một NATO ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á và Thái Bình Dương, ông Daniel Brink gần đây nói rằng còn quá sớm để bàn luận về điều đó. Ông Ishiba vẫn nhấn mạnh ý tưởng của mình vào tháng 9 khi phát biểu tại một cuộc họp báo rằng sự suy giảm tương đối về sức mạnh của Mỹ khiến một tổ chức hiệp ước châu Á trở nên cần thiết. Ấn Độ và Nhật Bản cùng với Mỹ và Australia là một phần của bộ tứ kim cương, còn gọi là Quad cũng trong tháng 9, thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã cùng tổng thống Mỹ Joe Biden và người tiền nhiệm của ông Ishiba là Fumio Kishida cùng thủ tướng Australia đã tham dự hội nghị thượng đỉnh Quad. Tại sự kiện này, các nhà lãnh đạo đã công bố bước đi an ninh chung tại vùng biển châu Á trước những thách thức ngày càng gia tăng từ Trung Quốc. Tuy nhiên, mặc dù Quad ngày càng chú tâm đến các vấn đề an ninh, Ấn Độ vẫn nhấn mạnh rằng họ không có ý định trở thành một liên minh quân sự. Trong một diễn biến khác, vào tháng 9, Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Dovan và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc hội đàm tại Saint Petersburg, Nga nhằm tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề biên giới còn vướng mắc. Hai bên nhất trí sẽ làm việc khẩn trương để chấm dứt hoàn toàn những bất đồng ở khu vực phía đông Ladakh. Ấn Độ và Trung Quốc có lịch sử tranh chấp và tuyên bố lãnh thổ trồng lấn dọc theo danh giới kiểm soát thực tế LAC ở khu vực Ladakh. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC cho biết, nước này vừa tiến hành chiến dịch lời hứa đích thực hai nhắm vào ba căn cứ quân sự Israel gần thành phố Tel Aviv gồm Nevatim, Tenov và Hazerim. Căn cứ Nevatim là nơi đặt các máy bay chiến đấu F-35, còn căn cứ Hazerim có các máy bay chiến đấu F-15. Tuyên bố của IRGC cho hay, mặc dù các khu vực bị nhắm mục tiêu đã được bảo vệ bởi các hệ thống phòng thủ tiên tiến và quy mô lớn nhất 90% số tên lửa được bắn đi đều trúng mục tiêu. Theo kênh truyền hình Press TV của Iran, trong số các tên lửa đạn đạo được sử dụng trong chiến dịch này có Grad và Emad cũng như tên lửa siêu thanh Fata mới nhất. Dòng tên lửa Grad được giới thiệu vào năm 2005 là một biến thể cải tiến của tên lửa đạn đạo tầm trung Shahab-3 mà quân đội Iran đã sử dụng từ năm 2003. Grad là tên lửa hai tầng với nhiên liệu lỏng ở tầng thứ nhất và nhiên liệu rắn ở tầng thứ hai. Tên lửa này có 3 biến thể. Gat S tầm bắn 1350 km, Gat H tầm bắn 1 1650 km và Gat F tầm bắn 1950 km. Tùy phiên bản cụ thể, tên lửa Gat có chiều dài từ 15,86 m đến 16,58 m và có đường kính thân là 1,25 m với tổng trọng lượng từ 15 tấn đến 17,5 tấn. Gat có chiều dài lớn hơn so với tên lửa Sahab 3 trước đó giúp nó mang thêm từ 1.300 kg đến 1.500 kg nhiên liệu đầy, cho phép động cơ hoạt động thêm 10 giây hoặc hơn. Để bù lại cho khối lượng nhiên liệu đẩy tăng thêm, thân tên lửa được chế tạo bằng các thành phần hợp kim nhôm nhẹ hơn, giúp giảm trọng lượng chơ khoảng 600 kg so với phiên bản toàn thép. Khối lượng đầu đạn cũng được giảm từ 1.000 kg xuống 650 kg để tăng tầm bắn của tên lửa từ 1.200 km lên gần 2.000 km. Đầu đạn của GARD được thiết kế lại, kết hợp với hệ thống dẫn đường tiên tiến hơn so với SAA-3, giúp giảm bán kính sai số từ 2.500m xuống còn từ 100m đến 300m. Tên lửa đạn đạo EMAS là phiên bản cải tiến của GAT với khả năng dẫn đường và độ chính xác cao hơn. Tên lửa EMAS đã được thử nghiệm và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2015. Tên lửa EMAS sử dụng nhiên liệu lỏng, có chiều dài 15,5m, khối lượng 1.750kg, tầm bắn 1.700km và CEP là 50m. Theo các quan chức quân đội Iran, Emad có khả năng dẫn đường và kiểm soát trong suốt hành trình cho đến điểm va chạm, khiến nó trở thành tên lửa dẫn đường chính xác đầu tiên của Iran. Còn tên lửa siêu thanh Fata là tên lửa hai tầng dẫn đường chính xác và sử dụng nhiên liệu rắn. Iran hiện có hai biến thể, Fata 1 và Fata 2. Fata 1 được công bố vào tháng 6 năm 2023 trong một buổi lễ có sự tham dự của Tổng thống Iran khi đó, ông Ebrahim Raisi, tư lệnh IRGC Hossein Salami và chỉ huy lực lượng hàng không vũ trụ IRRGC Ali Hajizadeh. Ông Hajizadeh khi đó tuyên bố tên lửa đã trải qua tất cả các cuộc thử nghiệm mà không gặp bất kỳ vấn đề nào và việc sản xuất tên lửa này đánh dấu một bước nhảy vọt trong ngành công nghiệp tên lửa của Iran. Với tầm bắn 1.400 km, Fata-1 được phân loại là tên lửa đạn đạo tầm trung, có khả năng nhắm vào Israel từ bất kỳ góc nào ở phía tây Iran tên lửa phát có thể đạt tốc độ gấp 13 đến 15 lần tốc độ âm thanh. Tốc độ này khiến nó gần như không thể bị đánh chặn bằng hệ thống phòng không nào hiện có. Đặc điểm nổi bật của tên lửa này là nó có động cơ tiên tiến, vật liệu chịu được nhiệt độ cao và hệ thống dẫn đường phức tạp. Tháng 11 năm 2023, Iran giới thiệu mẫu Fata 2 cải tiến. Fata 2 có tầm bắn 1.400 km, chiều dài khoảng 12 m và trọng lượng lên tới 4.100 kg. Trong khi tầng đầu tiên vẫn giống như phiên bản Fatam 1, tầng thứ 2 của Fatam 2 có thiết kế khác, nặng 500 kg, trong đó 200 kg là thuốc nổ. Iran là quốc gia có năng lực chế tạo tên lửa đạn đạo lớn nhất ở Trung Đông. Phần lớn các mẫu tên lửa đạn đạo của Tehran đều do nước này tự phát triển và chế tạo. Iran hiện có nhiều dòng tên lửa tấn công tầm xa và thậm chí còn phát triển được tên lửa siêu thanh của riêng họ. Đây là một kỳ tích mà nhiều cường quốc phương Tây có công nghệ tiên tiến chưa thể đạt được. Các quan chức Mỹ ước tính, Iran có hơn 3.000 tên lửa đạn đạo. Các tên lửa này có tầm bắn hơn 1.500 km và năng lực tấn công của lực lượng tên lửa Iran hoàn toàn có thể được mở rộng tùy theo yêu cầu. Điều này đã được chứng minh rõ khi Tehran tổ chức một cuộc không kích lớn vào Israel với hàng trăm tên lửa vừa qua. Theo đó, quân đội Iran hiện tại đang sở hữu ít nhất 8 dòng tên lửa có thể tấn công vào sâu bên trong lãnh thổ Israel với tốc độ dao động từ Mach 5 đến Mach 14, tức là từ 6.175 km một giờ đến 12.350 km một giờ. Các tên lửa này bao gồm Sejin, Emad, Sahab 3, Gat, Pave, Fata 2, Kheba Sekan và Hajiquat Trong số này đáng chú ý có thể nói tới Kheba Sekan, thứ mà Iran giới thiệu là tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm xa lớn nhất thế giới, với tầm bay 1.450 km và trọng tải 600 kg. Song song với đó là tên lửa Fata 2 có tầm bắn lên tới 1.500 km. Với vận tốc có thể đạt tới Mach 5, tương đương 5,1 km một giây, loại tên lửa này khiến các hệ thống phòng thủ mặt đất cực kỳ khó đối phó. Haji Quasem cũng là một loại tên lửa đáng gờm với tầm bắn 1.400 km và có thể mang đầu đạn nặng 500 kg. Đáng chú ý nhất là nó được đánh giá có khả năng trốn tránh sự phát hiện của radar. Theo đó, các chuyên gia quân sự nhận định rằng tên lửa đạn đạo có tốc độ bay nhanh nhất của Iran sẽ chỉ mất từ 12 đến 15 phút để đến được lãnh thổ Israel, trong khi tên lửa hành trình sẽ mất khoảng 2 giờ. Song song với tên lửa, các quan chức tình báo Mỹ nhận định Tehran cũng có thể nhắm mục tiêu vào các địa điểm quân sự của Israel trong từ 24 giờ đến 48 giờ bằng hơn 100 loại máy bay không người lái UAV khác nhau. Quân đội Iran được cho là đang sở hữu hơn 50 thiết kế máy bay không người lái khác nhau từ UAV chiến thuật tầm ngắn, UAV cảm tử cho đến UAV trinh sát, tấn công và tác chiến điện tử tầm xa. Các loại UAV được Iran sử dụng có thể kể tới gồm Sahed 136, Mohajer 10, Aras 2, Kara và Karman 22. Năm dòng UAV này có tầm hoạt động từ 1.000 km đến 3.000 km. Hầu hết đều có thể thực hiện nhiệm vụ tấn công và trinh sát tầm xa. Trong số này, được đánh giá nguy hiểm nhất là Sahed 136, mẫu UAV cảm tử nổi tiếng nhất của Iran với tầm tấn công lên đến 2.500 km. Sahed 136 được trang bị đầu đạn 50 kg và có vận tốc bay 185 km h Kể từ khi Israel tăng cường các chiến dịch nhằm vào Hezbollah, lực lượng Houthi ở Yemen thể hiện vai trò lớn hơn trong tình hình xung đột phức tạp đang diễn ra ở Trung Đông lực lượng Houthi gần đây đã phóng một tên lửa đạn đạo vào Ben Gurion gần Tel Aviv, Israel khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu vừa trở về từ New York, Mỹ. Tiếp đó, lực lượng này cũng đe dọa tăng cường các hoạt động quân sự nhằm vào Israel sau khi bắn hạ một drone quân sự của Mỹ bay qua Yemen. Vào đầu tháng 10, drone của Houthi chở chất nổ đã lao vào một tàu ở Biển Đỏ. Đây là vụ việc mới nhất trong chuỗi các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào tàu vận tải hàng hóa trong khu vực. Lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn đã chiếm phần lớn miền bắc Yemen và thủ đô Sanaa, đẩy nước này vào xung đột kéo dài và bế tắc suốt một thập kỷ. Theo ông Ahmed Naghi, nhà phân tích cấp cao về Yemen tại Crisis Group, trước khi cuộc xung đột ở Gaza nổ ra, Houthi thường bị xem là lép vế hơn trong một trục bao gồm Iran, lực lượng chính phủ Syria, Hezbollah ở Liban, Hamas và các nhóm khác trong khu vực. Tuy nhiên, ông Naghi cho biết tình thế thay đổi khi Houthi bắt đầu tấn công các tàu đi qua Biển Đỏ và Vịnh Aden để đến kênh Suez. Trong năm qua, Houthi đã trở thành tâm điểm. Thời gian qua, các cuộc đụng độ giữa Israel và Hamas tại giải Gaza gây ra số lượng thương vong và mức độ tàn phá chấn động thế giới. Tuy nhiên, ông Nagy cho biết lực lượng Houthi lại coi sự đoàn kết giữa người Yemen và người Palestine là một công cụ hữu ích để chiêu mộ binh sĩ và tăng cường quân số. Ngoài ra, vào tháng 6, houthi cũng bất ngờ trình làng một loại tên lửa nhiên liệu rắn mới với nhiều đặc điểm giống loại tên lửa có khả năng bay với tốc độ siêu thanh của iran lực lượng này đã phóng tên lửa mới mang tên palestine vào cảng eilat ở miền nam israel nhưng không gây ra thiệt hại hay thương vong nào động thái quân sự của houthi gây ra sự ngỡ ngàng chủ yếu do tài nguyên hạn chế và cuộc khủng hoảng nhân đạo kéo dài ở yemen theo nhà phân tích cấp cao nagi Chiến lược của nhóm Vũ Trang này là gia tăng căng thẳng dần dần với Israel, khi tầm ảnh hưởng tăng lên, lực lượng Houthi có thể sẽ tăng cường kho vũ khí tiên tiến. Houthi ban đầu nhắm mục tiêu vào các tàu liên quan đến Israel, nhưng sau đó mở rộng chiến dịch ra tất cả tàu thương mại trong Biển Đỏ và Vịnh Aden. Lực lượng này sử dụng thuyền nhỏ, tên lửa tầm ngắn và drone để thực hiện các cuộc tấn công. Chiến dịch của Houthi dẫn đến phản ứng từ một liên minh quốc tế do Mỹ và Anh lãnh đạo. Giới chức quốc phòng Mỹ cho biết Liên minh này cũng thực hiện nhiều cuộc không kích vào các địa điểm liên quan đến các cơ sở lưu trữ vũ khí của Houthi, hệ thống tên lửa và bệ phóng, hệ thống phòng không và radar. Vào tháng 7, Houthi đã phóng một drone vào Tel Aviv khiến một người thiệt mạng và 10 người khác bị thương. Đáp lại, Israel tiến hành không kích vào các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen, bao gồm thành phố cảng Hodeidah. Kể từ đó, lực lượng Houthi cảnh báo về việc mở rộng chiến dịch ra ngoài vùng biển Trung Đông nhằm vào các tàu đi theo lộ trình quanh mũi hảo vọng nam phi hoặc các tàu ở địa trung hải hướng tới Israel. Trong một bài phát biểu với báo giới mới đây, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bác khả năng Israel tiến hành các cuộc không kích trả đũa nhắm tới các cơ sở hạt nhân của Iran. Theo Tổng thống Biden, lãnh đạo các nước G7 đều nhất trí rằng Israel có quyền đáp trả nhưng cần thực hiện một cách thích hợp. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết các quan chức chính quyền của ông đã liên lạc với phía Israel sau cuộc tấn công của Iran hôm 1 tháng 10 nhằm thảo luận các bước tiếp theo. Tổng thống Biden cũng cho biết ông hy vọng sẽ sớm có cuộc trao đổi với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã gọi hành động của Iran là một sự leo thang đáng kể mặc dù cuộc tấn công đã bị đánh bại và không hiệu quả. Cuộc tấn công chớp nhoáng của Iran được thực hiện sau gần một năm diễn ra xung đột giữa Hezbollah và các lực lượng Israel dọc biên giới giữa Israel và Liban. Cuộc xung đột này diễn ra song song với cuộc xung đột ở Gaza và đã khiến Hezbollah suy yếu sau khi Israel pháo hủy hầu hết các cơ sở chỉ huy của nhóm này trong tháng qua. Trong một diễn biến liên quan, theo Axios của Mỹ, quan chức Israel đang cân nhắc cuộc trả đũa đáng kể đối với Iran trong vài ngày tới. Có thể họ sẽ nhắm vào cơ sở sản xuất dầu bên trong Iran và nhiều địa điểm chiến lược khác. Quan chức Israel được cho là đang tham vấn với Mỹ về cách thức phản ứng quân sự điều này có thể đẩy Trung Đông đến gần bờ vực của một cuộc xung đột khác. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã triệu tập cuộc họp nội các an ninh để thảo luận về phản ứng quân sự đối với cuộc tấn công. Theo Axios, quan chức Israel nhất trí về nguyên tắc tiến hành trả đũa nhưng cần phải tham vấn quan chức Mỹ về kế hoạch hợp tác phòng thủ từ Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ, Sencom, cũng như nguồn cung cấp đạn dược và hỗ trợ hoạt động khác. Ông Netanyahu tuyên bố Iran đã phạm sai lầm lớn và họ phải trả giá. Đồng thời, Iran không hiểu được quyết tâm tự vệ và quyết tâm trả đũa đối, đối phương của chúng ta, họ sẽ hiểu. Các nhà lập pháp Mỹ ủng hộ cuộc tấn công vào hoạt động sản xuất dầu của Iran. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham đến từ Nam Carolina cho hay, ông sẽ thúc giục chính quyền tổng thống Mỹ Joe Biden phối hợp phản ứng áp đảo Israel bắt đầu từ khả năng lọc dầu của Iran. Trong một tuyên bố khác, ông Graham tiết lộ thêm, nhà máy lọc dầu của Iran nên là mục tiêu để đánh mạnh